cứ kỳ thi nào cũng vậy, có người đỗ, có kẻ không, có kẻ cười, có người khóc. Nếu thi không đạt, cả phụ huynh lẫn học sinh đều không tránh khỏi những cảm giác buồn phiền. Tuy nhiên thì không phải ông bố ba mẹ nào cũng giữ được bình tĩnh khi nghe con mình thi trượt. Đơn cử như trường hợp mới đây, sau khi hàng chục trường công bố điểm chuẩn, mạng xã hội đã chia sẻ rần rần câu chuyện trượt đại học của một nữ sinh. Dù chỉ là lời kể của người quen, nhưng ai nghe qua cũng đều cảm thấy được rõ ràng gánh nặng cũng như áp lực mà nhân vật chính phải chịu là lớn đến như nào. Ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu con đường khác, thi đại học cũng được, hay chọn học cao đẳng, hay một nghề cũng không sao. Chỉ cần bản thân kiên trì, không ngại bước tiếp. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh. Tuyệt đối đừng vì sự bực tức, thất vọng nhất thời mà buông ra những lời làm tổn thương con cái. Thay vào đó hãy ra sức động viên, tiếp thêm sức mạnh để cho con có đủ tự tin và dũng khí để bước tiếp con đường dài phía trước.